Lịch sử đã từng ghi nhận các nhà tiên tri tài năng. Họ có khả năng nhìn thấy trước một số sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Ở đất nước cơ hòa, người ta nhắc rất nhiều về một nhà tiên tri nổi tiếng. Bà từng nói chính xác về một số sự kiện chính trị của nước Mỹ, cũng như các nước khác, người phụ nữ ấy có tên, Ginny Sơn. Trên thế giới, nhiều người biết đến các nhà tiên tri nổi tiếng như Nostradamus hay Venga, nhưng người ta lại ít nghe đến Ginny Sơn, nhà tiên tri lừng danh nước Mỹ những năm giữa thế kỷ 20. Không có những lời dự đoán tầm vĩ mô về nhân sinh, trái đất hay tận thế, nhưng tài tiên đoán của bà vẫn vang xa khắp trong giới chính trị quốc tế. Bà Đi Sơn sinh năm 1918 và mất năm 1997. Bà cùng cha mẹ sang California từ nhỏ, cha bà là một nhà kinh doanh ô tô. Theo lời bà kể lại, tại California bà gặp một người thầy, cho bà biết là bà có năng khiếu tiên tri đặc biệt. Một ngày nọ, cô bé đi sơn non trẻ vô tình gặp một người đàn bà, kẻ tự xưng có thể nhìn thấy tương lai, đoán trước vận mệnh. Có thể là do nhìn thấy tiềm năng ở cô bé, nên người đàn bà này đã tặng cô một lần bói chỉ tay miễn phí. Từ đó, cô bé đi sơn mới biết rằng cô sẽ có một tương lai rực rỡ và được ban cho khả năng thấu thị. Là một tín đồ thiên chúa giáo, bà cho rằng năng khiếu ấy là hồng ân thiên chúa. Về sau, đi sơn đi theo đúng con đường mà vận mệnh đã tiết lộ trước cho cô. Đầu tiên, Cô trở thành một nhà chiêm tinh, chuyên viết bài về cung hoàng đạo. Sau đó, cô bắt đầu đưa ra những tiên đoán, đôi khi để tăng khả năng ngoại cảm, cô còn sử dụng quả cầu pha lê và có những sự việc cô đã thấy trước qua trái cầu pha lê này. Khi 14 tuổi, nhà tiên tri Sun đã đưa ra dự đoán chuẩn xác về ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thời ấy có tên Carol Lombard sẽ gặp một tai nạn máy bay vào năm 1942, khiến cô ấy tử vong. Vì vậy, bà đã khuyên Caron nên hủy chuyến bay trong tháng này vì máy bay sẽ phát nổ. Tuy nhiên, ngôi sao này đã không tin tưởng vào lời tiên đoán này. Hậu quả là vào ngày 6 tháng 1 năm 1942, máy bay Sky Slipper chở Caron và 21 hành khách khác cùng phi hành đoàn khởi hành từ Las Vegas đến Burbank, California đã đâm vào núi Table ở Nevada. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của ngôi sao điện ảnh và tất cả những người khác trên cùng chuyến bay chính vì vậy lời tiên tri của jin về vận hạn của nữ minh tinh nổi tiếng carol đã trở thành hiện thực với khả năng tiên đoán của mình trên thực tế nhiều nhà lãnh đạo của mỹ đã từng đến xin lời khuyên từ đi son người đầu tiên phải kể đến là tổng thống franklin roosevelt lúc bấy giờ nước mỹ đang trong tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của thế chiến thứ hai trên cương vị lãnh đạo một đất nước đang tham chiến ông roosevelt rất cần một số thông tin về tâm linh để ổn định mặt tinh thần Thế là năm 1944, bà Đi Sơn được mời đến văn phòng Tổng thống để cố vấn trực tiếp cho ngài Tổng thống về một số vấn đề quân sự lẫn tinh thần. Nếu đây là sự kiện có thật, thì rất có thể một số quyết định quân sự quan trọng đã được đưa ra dựa trên tiên tri của Đi Sơn. Ngoài ra, Roosevelt cũng rất có thể đã hỏi Đi Sơn rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ, và Đi Sơn nói rằng cuộc chiến sẽ chấm dứt vào giữa năm 1945. Quả nhiên là chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc gần giống với dự đoán của Đi Sơn, nhưng mà Tổng thống Roosevelt lại chẳng sống đủ lâu để kiểm nghiệm. Ông ra đi vào ngày 12 tháng 4 năm 1945. Richard Nixon là vị Tổng thống thứ hai, nối tiếp truyền thống của Roosevelt và đã tìm đến Đi Sơn. Năm 1972, Đi Sơn tiên đoán một số cuộc tấn công sẽ diễn ra tại Mỹ ngay trước thời điểm cuộc thảm sát Munich diễn ra. Điều này được cho là động cơ khiến Nixon thành lập riêng một hội đồng chống khủng bố. Năm 1956, Nixon đưa ra một lời tiên tri mang tính giật gân trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Press. Bà nói rằng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1960, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ thắng cuộc, nhưng mà người đó sẽ bị ám sát hoặc chết khi vẫn còn đương nhiệm. Ngay sau đó, John F. Kennedy trở thành Tổng thống Mỹ và ông đã bị ám sát ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên. Bà cũng tiên đoán chính xác việc Thủ tướng Anh Winston Churchill sẽ không tái đắc cử lần hai trong cuộc bầu cử vào năm 1945. Trước khi gặp mặt, Thủ tướng Anh Winston Churchill lúc đó là một người nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân và là nhà lãnh đạo có tầm vóc trên thế giới. Trước lời nói của bà Jean, Thủ tướng Churchill cảm thấy không tin tưởng, nhưng bà đi sân vẫn an ủi rằng tạm thời không trúng cử cũng không sao, qua mấy năm nữa, quyền lực của Anh quốc lại một lần nữa rơi vào tay ngài thôi. Quả nhiên trong cuộc bầu cử 1945, Chất chiu bất ngờ thua cuộc, phải đến 6 năm sau đó, tức năm 1951, thời cơ mới quay trở lại để ông một lần nữa đắc cử chức thủ tướng. Sau này, thủ tướng đã biểu thị sự ngưỡng mộ tới bà Jin. Chưa dừng lại ở đó, bà cũng dự đoán một cách chính xác về tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Hamaszo sẽ tử vong trong một tai nạn máy bay và một vụ ba phi hành gia NASA thiệt mạng trên mặt đất. Sự thật đã chứng minh lời tiên tri của bà Jin là chuẩn xác, khi tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã gặp một tai nạn máy bay ở Bắc Russia vào tháng 9 năm 1961 dẫn đến tử vong. Bà cũng thấy trước về sự kiện phi hành gia Gus Grissom con, người từng tham gia các chương trình không gian đầu tiên của NASA là Mercury và hai phi hành gia tham gia chương trình Apollo đã tử nạn khi hỏa hoạn xảy ra trên bệ phóng lúc diễn tập vào ngày 27 tháng 1 năm 1967. Riêng với Liên Xô, khoảng tháng 10 năm 1964, Điện Kremlin đột nhiên thay đổi nhân sự khiến các quan chức chính phủ trong và ngoài nước giật mình, hoảng hốt. Thế nhưng, trước đó một năm, Jin đã từng tiên đoán Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev sẽ bị hạ bệ. Ngoài ra bà còn từng dự đoán về sự nổi lên của Trung Quốc, trong tương lai sẽ so kẻ vị thế quyền lực trên thế giới với người Mỹ, người Trung Quốc đang tích cực nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân, mở rộng quân sự và âm thầm đọ sức với chúng ta. Nhưng ở họ, sẽ sớm xuất hiện tranh chấp giữa những người lãnh đạo đứng đầu và đẩy các nước này vào thế hỗn loạn chưa từng có. Một số lượng lớn các nhà lãnh đạo bị trục xuất khỏi bộ máy quyền lực. Tình trạng này sẽ tiếp tục chừng một thập kỷ, cho đến khi trận động đất lớn xảy ra và tàn phá một thành phố ở phía Bắc, khiến hơn 1.000 người chết. Nhà tiên tri Jim Sơn đã tiên đoán trước sự xuất hiện của Tổng thống Obama trên chính trường thế giới. Jim Sơn nổi tiếng hơn cả về khả năng tiên tri của mình khi được cho là đã dự đoán về sự xuất hiện của Tổng thống nước Mỹ Barack Obama người được bà khẳng định là sẽ thay đổi cả thế giới. Ngày 5 tháng 2 năm 1962, nhìn qua cửa sổ xuống đường, đột nhiên bà đi sơn thấy tất cả biến thành sa mạc và lại thấy hoàng hậu NR Fentiti và vua Ai Cập, Pharaoh Akhenaten, bồng một trẻ sơ sinh dơ lên, cho đám đông hoan nghênh mừng rỡ. Bà cho rằng, một nhân vật giống như vậy, phải vào năm 1999 thế giới mới nhìn thấy. Sau này người ta cho rằng người mà bà dự đoán chính là Tổng thống Barack Obama người chỉ sinh trước lời tiên đoán một năm cũng giống như no Bus, bà đi sơn cho rằng trái đất sẽ bị hủy diệt bởi một sao trổi những cơn sóng thần và động đất sẽ nổi lên cuốn trôi loài người ngoài ra bà còn nhiều dự đoán khác được cho là khá chính xác với người dẫn chương trình oprah winfrey nhà tiên tri này đã dự đoán rất chính xác về thành công và ảnh hưởng của nữ hoàng truyền thông mỹ điều này đã được chính bản thân oprah winfrey tiết lộ trong sâu truyền hình cá nhân Hai người gặp nhau năm 1977 và Dyson đã mô tả cho Oprah về tương lai rực rỡ của người đàn bà quyền lực gần như bậc nhất thế giới này. Lời tiên tri của Dyson cũng khá đúng, như khi bà tiên đoán về một tai nạn hàng hải lớn xảy ra vào năm 1989, Exxon Valdez, hay sự bùng nổ của một đại dịch trong năm 1978, đó chính là đại dịch S. Người ta rất hâm mộ về khả năng biết trước sự việc của Dyson. Phần lớn chúng đều xảy ra như những gì bà đã tiên đoán. Thế nhưng, Mặc dù có khả năng nhìn thấy trước tương lai, nhưng bà đã không thể thay đổi được số mệnh của người đó. Bà chỉ cảnh báo để họ có hướng xử lý. Đi sơn qua đời vào năm 1997. Bà không phải nhà ngoại cảm duy nhất đưa ra những dự đoán như ở trên, và cũng giống như các trường hợp khác, chẳng ai khẳng định được rằng bà thực sự có khả năng hay không. Câu chuyện về khả năng thấu thị của bà đến nay vẫn còn được nhắc đến.